mình mặc hai lớp áo mà trong khi tất cả mình mặc một lớp ảnh chết. Chị gửi đi chương trình đúng không? Đúng không vậy? Dạ. Điểm sao mà tôi bắt chị như hôm ta đầu để mình kiểm tra. Chị lâu đó là chị được chu cấp hơn đúng không? Sao mặc hai lớp? Chị muốn hơn mọi người. Chị muốn hơn những đàn anh ở đây. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Hát cùng Ngân yêu ơi. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan bên ngoài. Chơi là mà chị bị ảo tưởng đó là vậy đó. Chơi siêu lầy siêu vui. Chơi bất mạng rồi mới thôi. Bạn có một cái sự gọi là liêm sĩ. Không không liêm sĩ. Liêm sĩ phải kim liên. Ngón lên hả? Tụi chị đang bị chậm thôi. Ngón lên. Phải hát cái cảm xúc lên. Mình phải có một cái sự cảm nhận chính xác về những cái khả năng đâu của mình. Bây giờ trên mạng có cái mình. Rồi quét thôi. Mình buồn vì ai thở đâu. Hai ba. Mình buồn vì mình đâu. Mình buồn thì ai thở đâu. Không, tôi quay lưng lại được rồi nè. Phải có người nào phải có rồi. Sự luyến lai. Là thấy hạt đậu. Khoan cho em chỉnh mấy cái ạ. Em giỏi bên hát mà. Giỏi bên hát mà. Quá. Quá. Wow. Hay vậy quá. Để hát cho mình hát chịu khả năng mà. Chị thở ống lại nó đi. Anh Lục ơi, điểm cuối của anh đang đứng ở đâu rồi? Em hát chưa rõ. Đây, anh đứng đầu cuối giùm em đi. Dạ rồi. Em đã anh bấm nhớ. Để em cách mấy à. Anh bấm gì? Hai đứa tét ra. Chỗ này tét ra giống gì nè. Anh bấm tên gì? Chưa nghĩ ra tên. Em phải bắt ốc vài đêm. Dạ rồi, ra được bây giờ bắt đầu luôn nha anh. Nhưng mà mọi người nhớ, nếu mà em ra nhớ share giùm em. Chơi là cười râm râm. Cài view giùm em. Chơi siêu lại siêu vui. Mấy cộng đâu, mấy cộng đâu. Để người đó. Nhìn mấy ai, nhìn mấy nào được. Em để chị ra album mà em để cho người nghe hết cái album của chị. Trời ơi, dám để cho người đó. Album ơi, album ơi. Trời ơi, dám làm quá là ghê. Cái cơ lưng em nó bị cứng á. Anh bị mà. Nè, em bị nè, em bị giống anh rồi. Ai vậy, ai vậy, ai bị vậy, này vậy? Nè. Anh. Anh đạp mấy đứa rồi, có đứa nào đứng lên được đâu. Anh đạp mấy đứa rồi, có đứa nào đứng lên được đâu. Nghe uy tín ghê á. Cái lẩm hay là lẩm à. Thả lắm hả? Thấy không? Bé này nó lỏng le luôn á trời. Nhưng mà nó bị gơ nè. Bánh bè nó bị gơ giống tôi. Vai gáy. Gáy luôn. Bị stress. Suy nghĩ quá nhiều. Vai gáy rồi. Bây giờ chị cho cái người này hết ngầu á. Chị lấy dầu gió xong chị chép vô nó nóng rồi nó nhảy xuống à. Chép vô nó nóng rồi nó nhảy xuống à. Thôi lấy dầu ăn nó là nó tuột lẹ hơn. Gì mà tâm linh dữ vậy? GoPro ơi. Ngồi dắt hai cái chân xuống vậy nè. Đúng rồi em là bị L3, L4 rồi. Anh bị L5, L6 kìa. Lấy ớt á, sát vô cái gái gì nè. Hai mà đang ngồi ở đây mà thấy nóng quá là người ta tuột xuống, không ngồi nữa, hết đau. Không, cách chị đó. Cái dòng mà phỏng đi đó ai chịu cho nổi. Phỏng mà phỏng nghỉ chỗ đó nữa. Về thử đi chị. Không, bây giờ chị sẽ lấy xin dầu gió xanh của chị Thu. Dầu gió xanh á, xét lên là hết. Ta. Dầu cù la rồi đó. Mình sẽ bị bịt mắt. Ủa? Đó, còn là những cái sở đoản của anh và em không đó dạ. Chết rồi, đợi bên kia. Ôi, những món nghề lắc leo. Làm rất là vui là bởi vì cũng rất là lâu rồi Lâm mới được quay trở lại với chương trình Hãy Nụ Cười Xuân. Và khi quay trở lại với sân khấu này vẫn là các anh chị, cảm giác là Lâm rất là thân quen, rất là gần gũi với tất cả các anh chị cũng như là quý khán giả cũng ngày càng nồng nhiệt hơn và rần rần nhiều hơn. Nhắc tới bảy nụ cười xuân, anh nghĩ đến gì đầu tiên? Nhắc tới bảy nụ thì Lâm nghĩ tới cái độ lầy và cái độ dơ. Chơi bẩn. Ở phía dưới em. Chị dạ. Bắt dạ lại. Cướp. Ngân chị đâu, chị đâu. Quỳnh Lập hả? Quỳnh Lập, lui phía sau, Quỳnh Lập phía sau. Rồi, tấn công đi, tấn công Quỳnh Lập. Đúng rồi, Quỳnh Lập.
sắp xếp độ chơi dơ của dàn các bài Nụ Cười Xuân. Rồi nếu mà nói sắp xếp độ chơi dơ thì không thể nào mà sắp xếp được, là tại vì mỗi một người họ có một cách dơ khác nhau. Nhưng mà đối với Lập, nếu mà bắt buộc Lập phải sắp xếp thì Lập nghĩ rằng là chơi Lâm Vĩ Dạ là chơi dơ nhất. Nói chung là chị cũng rất là dơ. Nói chung là dơ đó. Kế chị Dạ, em nghĩ là anh Luật. Em nghĩ là anh Luật. Anh Luật cũng là một trong những người dùng từ chơi dơ nghe nó kỳ quá ha. Nói chung là hơn thua. Đúng rồi, dùng từ. Tuy là anh lớn rồi nhưng... Bay ơi, lớn rồi nhưng... Bay ơi. Nhưng mà cũng rất là hơn thua với lại các em Út khi mà tham gia chương trình này. Tại vì nó tùy thuộc vào cái tư thù cá nhân nữa. Đó. Hồi sáng nay là Lập cũng đã có một vài cái xích mích với lại chị Lâm Vĩ Dạ. Thì không biết là ngày hôm nay là chị Lâm Vĩ Dạ có hơn thua với mình hay không. Sao chị Dạ được mặc hai lớp áo? Tao sẽ đi quay mà con ơi. Sao chị được mặc hai lớp áo mà trong khi tất cả mình mặc một lớp là không chết? Chị gửi đi chương trình đúng không? Đúng không chị? Dạ. Vì sao tôi bắt chị dơ không ta? Đầu là chị Dạ. Dạ. Chị lo đó là chị được chu cấp hơn đúng không? Sao được mặc hai lớp? Chị muốn hơn mọi người. Chị muốn hơn những bạn anh ở đây nữa. Giang anh được là anh Vinh mặc có một lớp áo, mặc hai lớp. Tóc cũng nhiều hơn. Đó rồi. Anh có thành kiến với chị Dạ à? Tao có thành kiến gì đâu, tự nhiên thấy khác mọi người. Tự nhiên chị được mặc đồ đẹp hơn mọi người là sao? Không có thắc mắc chứ. Trong khi tất cả các anh chị khác cũng đâu có được như vậy. Mới mở đầu mà đã xích mích rồi à? Em chỉ thắc mắc hỏi, tao không nghe chiến gì đâu. Tại vì bình thường chị Dạ lúc nào cũng vậy mà. Nhót nhót liền. Ở hai cái phía đầu của em. Ở đầu sân khấu á. Mãi chạy đi bà con. Cái người mà gây cho Lập nhiều nhất trong những trò chơi, tại vì lúc mà Lập tham gia lúc đó mấy anh chị cũng còn hiền hòa dữ lắm. Có lại nhiều khi á mấy anh chị thấy Lập còn nhỏ, nhỏ con nè, yếu ớt nè, rồi nên là nhiều nhìn rất là nhiều, nên là vẫn chưa có cảm giác là bị nhấn chìm, bị hạ gục bởi các anh chị. Nhưng mà hy vọng rằng là trong chương trình ngày hôm nay sẽ có một cơ hội nào đó để có thể biết rõ hơn tất cả những cái bộ mặt của mấy anh chị trong dàn cast của Bảy Nụ Cười Xuân, là ai sẽ là người triệt hạ Lập trong chương trình ngày hôm nay. Ba tính từ miêu tả Bảy Nụ Cười Xuân. Ba tính từ, thứ nhất là lầy, thứ hai là dơ, thứ ba là hết mình, như Lập đã chia sẻ vừa rồi. Game nào trong Bảy Nụ khiến anh ám ảnh nhất? Cái game mà Lập cảm thấy sợ là những cái game liên quan đến cái vấn đề bột á. Bột nè, sình nè. Tại vì những cái đó là coi như là chay chét hết tất cả các thứ lên người rồi. Là quay xong cái số hôm đó là có thể là đi về luôn. Chứ không thể nào mà đi cái show khác được nữa, là bởi vì là thân tàn ma dại rồi. Không biết là ngày hôm nay là có những cái game đó hay không. Nếu như có thì Lập cũng sẽ chơi hết mình mà thôi. Ủa, ở đây. Xong chưa? Thôi vậy. Chưa, em chưa có gấu. Anh chết. Lạp ơi. Lạp ơi. Dừng lại. Tất cả ngồi tại chỗ. Thật ra thì đối với Lập như thế này là còn quá nhẹ đó mọi người. Cái chương trình Bảy Nụ Cười Xuân là không bao giờ mà cảm giác gọn gàng vậy đâu. Nó sẽ còn banh ta lông hơn dữ nữa. Mà ngày hôm nay giống như là mọi người thương em hay sao à. Nói chung là quay trở lại mà tôi thua toàn tập như vậy là cũng rất là vinh quang.